Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, sau khi có hành vi đồi bại bất thành, tên Iro Xanh tàn độc trong vụ án đã điên cuồng truy sát nạn nhân cùng ba người thân rồi phóng hỏa căn nhà trong sự bất lực kêu cứu của những người vô tội trong đêm. Điều vô cùng đau lòng hơn là thời điểm hung thủ gây án trong căn nhà chỉ có phụ nữ và các em nhỏ. Vụ án kinh hoàng khiến cho dư luận cả nước chấn động, bày tỏ sự bức xúc trước hành vi quá đỗi vô nhân tính của kẻ thủ ác. Chi tiết của vụ việc này sẽ có trong video dưới đây. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Công an huyện Thạch An, Cao Bằng cho biết, kẻ gây ra vụ thảm án trên là Lý Đình Khánh, sinh năm 1987, trú xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An. Công an huyện bàn giao nghi phạm cho công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra xử lý. Nội dung vụ án như sau: khoảng 23 giờ ngày 6 tháng 5, Khánh đi ăn nhà mới về. Qua nhà chị Triệu Thị Phương, 34 tuổi, một trong bốn nạn nhân, Khánh vào xin uống nước và đã nảy sinh ý định đòi quan hệ với Phương, nhưng chị Phương không chấp nhận và đuổi Khánh về. Hai bên giằng co, xô đẩy nhau. Khánh vả một phát vào má Phương, Phương đẩy Khánh ngã về phía tivi. Khi đó, hắn nhìn thấy trên kệ bàn đựng tivi có một hung khí bằng kim loại dùng để thái chuối. Hắn cầm lấy và phay Phương. Bị phay trúng, chị Phương bỏ chạy hướng về nhà bà Triệu Thị Thái gần nhà Phương. Vừa chạy, Phương vừa hô lên: "Bà bá ơi, Khánh sát hại người." Nhưng không thấy ai trả lời và mở cửa. Phương tiếp tục bỏ chạy về phía nhà Triệu Thị Coi, sinh năm 1993, là em dâu của Phương, cách nhà Phương khoảng hơn 100 mét. Khi gần đến cửa nhà Coi thì Phương có hô lên là gọi điện cho chú ta đi, Khánh hại người rồi. Chú ta là công an viên xóm. Phương đẩy cửa chạy vào nhà Coi. Lúc này, chị Coi nhìn thấy trên cổ của Phương chảy nhiều huyết nên có nói với chị Phương là: "Chị ơi, đóng cửa vào đi, huyết chảy nhiều lắm rồi." Chị Coi cầm điện thoại đi về phía giường của bà Lý Thị Dâm, sinh năm 1932, là bà của Coi. Coi nói với bà Dâm là: "Bà ơi, không được động đậy, thằng Khánh nó hại người rồi." Trong khi Coi đang tìm số điện thoại của công an viên để gọi điện, còn Phương đứng dựa lưng vào cửa nhà. Lúc này, Khánh đẩy cửa bước vào, trên tay vẫn cầm hung khí. Khánh tiếp tục tác động nhiều nhát vào người Phương. Thấy vậy, Coi liền bỏ chạy ra khỏi nhà, trượt xuống ta luy trước cửa nhà để chạy trốn. Còn Khánh thì vẫn ở lại trong nhà Coi, tay cầm hung khí, tiếp tục đuổi theo Phương. Trong quá trình truy đuổi, Khánh vừa vung hung khí, phá rất nhiều đồ đạc, tài sản, vật dụng trong nhà Coi. Nhìn thấy bà Lý Thị Dâm ở trên giường ngủ, mặc dù bà van xin, nhưng Khánh vẫn tiếp tục vung nhiều nhát vào người bà Dâm, làm bà nằm gục trên giường. Tiếp đó, Khánh tiếp tục ra tay với hai đứa con của chị Coi rồi mới rời khỏi nhà. Tuy nhiên, hắn ta tiếp tục vật lộn, giằng co, rạch quần của chị Phương và vứt ra bên cạnh. Đồng thời, tay vẫn tác động nhiều nhát vào vùng đầu, vùng ngực, hai tay, vùng bụng dưới và hai chân của Phương. Tiếp đó, hắn lấy bật lửa ở trong túi quần ra rồi đốt vào chiếc chổi gần đó và châm lửa vào tấm video làm lửa cháy bùng lên, phóng hỏa căn nhà gỗ cùng toàn bộ tài sản trong nhà. Sau khi nhận được thông tin vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc và Đại tá Nông Minh Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã trực tiếp đến chỉ đạo việc điều tra và ổn định tình hình địa phương. Chỉ sau hơn 2 giờ truy lùng, đến khoảng 2 giờ 45 phút ngày 7 tháng 5, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Lý Đình Khánh, sinh năm 1987, trú cụm dân cư Kéo Trả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, Cao Bằng, di lý về công an tỉnh phục vụ công tác điều tra. Chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra khiến hai người con của mình bị kẻ ác thú hại, chị Triệu Thị Coi thất thần nói qua hàng nước mắt: "Tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng kêu cứu." Chị Phương người đầy huyết chạy vào nhà. Sau đó, Khánh xông vào nhà trên tay cầm hung khí. Tôi vùng dậy ra ngoài gọi điện thoại kêu cứu. Khi mọi người chạy đến và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên, bố mẹ chồng của chị Coi là Triệu Văn Phụng và Triệu Thị Xuân cho biết, sau khi nhận được tin báo của con dâu đã chạy từ dưới xóm lên, đi dọc đường ông bà gặp hai con nhỏ của Phương đang chạy ngược lại, liền bảo hai cháu trốn đi và tiếp tục chạy đến nhà chị Phương. Thấy nhà đóng cửa, còn Khánh đang ở bên trong phá đồ đạc và đốt nhà chị Phương. Căn nhà gỗ có hai xe máy, một tivi và toàn bộ tài sản nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Chị Coi thất thần.
Chị Phương bất lực kêu cứu khi nó ra tay tàn độc, cả bốn người nhanh chóng bị nó hại. Ông Đinh Văn Hoàn, trưởng công an xã Quang Trọng thông tin. Sau khi nhận được tin báo từ cơ sở, tôi báo cáo chính quyền xã và công an huyện Thạch An, đồng thời huy động lực lượng công an xã, dân quân tiếp cận hiện trường. Phát hiện đối tượng Khánh đang trốn gần đó, anh em đã tiến hành bắt giữ. Khi phát hiện bà Dâm còn sống, chính quyền địa phương đã đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng bà đã không qua khỏi trên đường đi. Thông tin từ chính quyền địa phương, các nạn nhân đều là người dân tộc Dao. Còn đối tượng Khánh đã có gia đình và hai con, đã từng bị xử phạt 3 năm tù về tội giở trò đồi bại với nạn nhân nhỏ tuổi và mãn hạn tù năm 2014. Đại tá Nguyễn Sơn Tuấn, trưởng công an huyện Thạch An, vượt qua quãng đường đất gập ghềnh khó đi dài 45 km tới thăm gia đình các nạn nhân tại thôn Nà Phạc, xã Quang Trọng. Vừa đi, giọng đượm buồn, đại tá Tuấn bảo: người dân không bàng hoàng sao được, bởi dù đây là xã nghèo, đời sống đồng bào còn khó khăn, nhưng yên bình, từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra vụ án rúng động trời như vậy. Trở lại hiện trường nơi xảy ra vụ thảm sát khiến 4 người bỏ mạng, tại căn nhà của chị Triệu Thị Phương, 34 tuổi, một trong 4 nạn nhân, giờ chỉ còn những đồ vật cháy nham nhở, cảnh tượng tan hoang, vết huyết khô bầm tím trong nhà. Chị Triệu Thị Nính, em của chị Phương cho biết, khi vụ việc xảy ra, hai con chị Phương đã dắt tay nhau bỏ chạy sang nhà bà nội cách đó khoảng 2 km, nên cả hai mới may mắn thoát nạn. Tâm lý của các cháu vẫn còn sợ hãi, đêm hay là khóc. Gia đình chưa cho các cháu về nhà vì sợ chúng thêm hoảng loạn, ám ảnh. Gặp chúng tôi, hai con chị Phương hiện rõ nỗi sợ hãi. Đứa lớn 10 tuổi nhớ lại. Lúc đó, hai chị em cháu đang ngủ thì bừng tỉnh khi nghe tiếng la hét của mẹ và những tiếng động mạnh. Chúng cháu thấy mẹ vừa bỏ chạy vừa la hét lớn, bảo hai chị em trốn sang nhà bà nội. Dù rất hoảng sợ, nhưng cháu vội gọi em và dắt đi. Khuôn mặt thất thần, chị Triệu Thị Coi không còn nước mắt để khóc, vì trong giây lát, hai con và mẹ đã trở thành nạn nhân của kẻ thù ác. Anh Triệu Văn Long, chồng của chị Triệu Thị Coi, bần thần đi qua đi lại căn nhà, trong tâm trạng day dứt khôn nguôi. Hôm đó, anh ở bên nhà bố mẹ vợ, chú tại xã bên không về do đang bận phụ giúp công việc mùa màng và cuối cùng không bảo vệ được gia đình. Nhớ lại thời điểm sáng ngày 7 tháng 5, anh bảo: lúc đó khoảng 4 giờ, khi người thân sang phòng gọi dậy và bảo nhà có việc gấp, linh tính có điều chẳng lành, anh vội vã nhờ anh rể đưa về. 7 giờ sáng, đứng trước ngôi nhà mình, nghe mọi người kể lại mọi việc, anh chỉ biết ngã quỵ, đầu óc như điên dại. Tối ngày 7 tháng 5, sau khi làm xong lễ mai táng cho người thân, anh Long không dám ngủ tại nhà vì quá ám ảnh. Hai đứa con rất ngoan ngoãn, trước giờ gia đình tôi và đối tượng có mâu thuẫn gì đâu, các cháu có tội tình gì. Anh Long đau xót. Ngày 16 tháng 1 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã xét xử sơ thẩm bị cáo Lý Đình Khánh, sinh ngày 16 tháng 8 năm 1987 tại xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng về tội sát hại người và tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nhận thức được sự đặc biệt nghiêm trọng hành vi của mình đã gây ra, bị cáo cho rằng lúc đó bị cáo say rượu, không kiểm soát được bản thân. Trong lời nói sau cùng, bị cáo đã biết hành vi của mình là đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận thời gian qua. Tuy nhiên, bị cáo mong hội đồng xét xử giảm hình phạt cho bị cáo để có cơ hội trở về lao động sản xuất để bù đắp một phần nỗi đau cho gia đình người bị hại. Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Lý Đình Khánh có nhân thân xấu, đã bị Tòa án Nhân dân huyện Thạch An, Cao Bằng xét xử về tội giở trò đồi bại với nạn nhân nhỏ tuổi. Vừa chấp hành xong án phạt tù về địa phương, bị cáo lại tiếp tục ra tay hại 4 người. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng của nhiều người, đặc biệt có người già và nhỏ tuổi là những người cần được bảo vệ. Bị cáo thể hiện thái độ hung hãn, coi thường pháp luật. Hành vi của bị cáo gây ra nỗi đau lớn mất mát cho gia đình của người bị hại. Thưa quý vị, hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với tội sát hại người và 3 năm tù đối với tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo điểm A, B, N, khoản 1, điều 123,
điểm B khoản 2 điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015. Tổng hợp các hình phạt bị cáo phải chịu cho cả hai tội là tử hình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Quý vị nhớ bấm like, share và đăng ký kênh để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.